Sau chưa đầy 18 tiếng bị kẻ gian đột nhập lấy đi chiếc TV trị giá trên 10 triệu đồng, thông qua camera an ninh, lực lượng công an xã đã bắt được đối tượng, thu hồi tài sản, trả lại cho gia đình bị hại. Công an xã và công an huyện thì đã có lắp các camera an ninh khắp nơi để theo dõi và bắt trộm các kiểu và tai nạn giao thông. Và nó cũng giúp cho gia đình tôi tìm lại cái chiếc TV. Từ nguồn kêu gọi xã hội hóa, xã Phúc Khánh đã lắp đặt 9 mắt camera tại các vị trí quan trọng trên tuyến quốc lộ 70, đoạn đi qua địa bàn xã, và toàn bộ hình ảnh được truyền về trung tâm chỉ huy của công an xã. Thêm vào đó, đã có 33 hộ gia đình cũng lắp đặt camera an ninh. Hệ thống camera an ninh đã hỗ trợ công an xã Phúc Khánh phát hiện, xử lý thành công nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Bắt và xử lý được 5 vụ liên quan đến tội phạm, trong đó có 3 vụ trộm cắp. Mà đối tượng trộm cắp thì là đối tượng rất là bí ẩn. Đấy, nên là chúng ta đã bắt xử lý được 3 vụ mà đưa ra ánh sáng và làm cho nhân dân là rất là phấn khởi. Người ta cũng đã biết được là có những cái điểm camera đã theo dõi và làm dữ liệu để cho công an xã xử lý đúng cái quy định pháp luật đối với lại các cái vụ việc. Thế từ đó thì tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đã rất là ổn định. Thế và chúng tôi cũng đã rất là phấn khởi. Trong cái thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với lực lượng chỉ đạo lực lượng công an xã tiếp tục mở rộng thêm mô hình để vào tất cả những cái thôn bản đặc biệt khó khăn mà có những cái điểm trọng yếu như vậy để làm sao mà giữ vững đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn của xã. Từ hiệu quả bước đầu mà mô hình camera an ninh mang lại, công an huyện Bảo Yên đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện khảo sát và tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện nhân rộng mô hình này tại các địa bàn cửa ngõ trọng điểm về an ninh trật tự ở địa phương.